Những năm qua, khán giả xứ Tỷ Dân phải chứng kiến nhiều cặp đôi đình đám chia tay sau một khoảng thời gian chung sống như Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby, Tôn Di và Đồng Tử Kiện, Ngô Thiến và Trương Vũ Kiếm. Nhiều người đã phải chặt lưỡi ca thán rằng không có gì mong manh bằng tình yêu ở Cbiz. Hãy cùng Cbiz Phim điểm lại những cuộc hôn nhân đình đám đã đường ai nấy đi của các sao Cbiz trong vài năm gần đây nhé. Dương Mịch và Lưu Khải Uy. Vào năm 2013, mỹ nhân cung tỏa Tâm Ngọc lại khiến truyền thông Hoa ngữ xôn xao khi cô công khai hẹn hò cùng nam diễn viên hơn cô 12 tuổi, Lưu Khải Uy. Vào thời điểm đó, sự nghiệp của Dương Mịch phất lên như diều gặp gió, có thể nói cô là người giúp cho Lưu Khải Uy ngày một tốt hơn trong con đường diễn xuất. Mặc dù rất đẹp đôi nhưng cặp đôi vướng phải lời ra tiếng vào vì sự chênh lệch về tuổi tác và nhà trai không xứng với đàn gái về danh tiếng. Tuy nhiên, Dương Mịch và Lưu Khải Uy đã vượt qua mọi chông gai và chính thức kết hôn vào năm 2014. Cặp đôi hạnh phúc đón cô con gái đầu lòng tên Tiểu Gạo Nếp sau một năm kết hôn. Được xem là đôi vợ chồng kiểu mẫu của showbiz Hoa ngữ, tưởng sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi nhưng kể từ khi Dương Mịch tái xuất làng giải trí sau khoảng thời gian 3 tháng chăm con, mức độ tương tác của vợ chồng Dương Mịch và Lưu Khải Uy ngày càng giảm dần. Tuy nhiên, từ khi về chung một nhà, cặp sao liên tục gặp trục trặc tình cảm. Nhiều nguồn tin cho rằng việc sự nghiệp Dương Mịch ngày càng thăng tiến, trong khi tài tử Thiên Sơn Mộ Tuyết ít nổi tiếng hơn vợ dẫn đến chuyện hôn nhân tan vỡ. Cặp đôi cũng không ngừng dính tin đồn đường ai nấy đi. Bắt nguồn từ những tin tức ông ăn chả bà ăn nem, như Dương Mịch thân thiết quá mức với bạn diễn nam, hay vụ việc Lưu Khải Uy đọc kịch bản cùng Vương Âu giữa đêm khuya. Nên khán giả bán tín bán nghi về việc cả hai đã ly hôn, không còn mặn nồng như xưa. Đến cuối năm 2018, cặp đôi chính thức thừa nhận đã đường ai nấy đi. Dương Mịch và Lưu Khải Uy cũng chia sẻ, dù ly hôn nhưng họ vẫn sẽ giữ mối quan hệ tốt để có thể cùng chăm sóc cho Tiểu Gạo Nếp. Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng. Giả Nãi Lượng đã rơi vào lưới tình với Lý Tiểu Lộ ngay từ lần đầu gặp gỡ. Khi đó, anh chỉ là một diễn viên chân ướt chân ráo mới vào nghề, còn Lý Tiểu Lộ đã là một diễn viên có tiếng, là ảnh hậu kim mã trẻ tuổi nhất Cbiz. Nỗ lực vươn lên để theo đuổi tình yêu, dù nhiều lần bị cự tuyệt nhưng Giả Nãi Lượng vẫn không hề từ bỏ. Năm 2012, Giả Nãi Lượng đã ngỏ lời cầu hôn Lý Tiểu Lộ ngay trên sân khấu và khiến người đẹp cảm động trước tình cảm chân thành của anh. Sau 3 năm theo đuổi kiên trì và nhẫn nại, cuối cùng anh cũng nhận được cái gật đầu đồng ý từ cô và cùng về chung một nhà. Sau khi kết hôn, Giả Nãi Lượng đã vô cùng yêu chiều bà xã, bảo vệ và cố gắng đem đến cho cô cuộc sống tốt nhất. Hạnh phúc của họ lại càng trọn vẹn khi con gái đầu lòng Điềm Hinh ra đời. Tuy nhiên, sau 5 năm chung sống, nam diễn viên đã phải ngã ngửa với thông tin Lý Tiểu Lộ ngoại tình với người em thân thiết của cả hai là rapper PZ1 vào đầu năm 2018. Sau thời gian dài chịu đựng đau khổ vì bị phản bội, mãi đến khi 3 clip thân mật giữa Lý Tiểu Lộ và PZ1 bị tiết lộ, Giả Nãi Lượng mới chính thức tuyên bố ly hôn với vợ. Hiện tại, cả hai vẫn còn liên lạc với nhau và cùng nhau nuôi dạy tốt bé Điềm Hinh. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong bén duyên sau khi hợp tác trong tác phẩm Tây Du Ký Nữ Nhi Quốc 2016 và chính thức dấy lên tin đồn phim giả tình thật khi hợp tác cùng nhau trong bộ phim Minh Lan Chuyện. Cuối năm 2018, Triệu Lệ Dĩnh và nam diễn viên Phùng Thiệu Phong bất ngờ thông báo đã làm thủ tục đăng ký kết hôn, chính thức là vợ chồng. Từ đây, cô phải cũng phải chịu nhiều định kiến của người đời khi trở thành nàng dâu hoàng môn. Sau khi sinh con trai đầu lòng, nữ diễn viên ít hoạt động nghệ thuật, dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Tuy vậy, tin đồn về việc Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vội vàng kết hôn vì nữ diễn viên lỡ mang thai cũng trở thành chủ đề bàn tán suốt một thời gian dài. Năm 2019, khi Triệu Lệ Dĩnh đang bận rộn chăm sóc con nhỏ thì Phùng Thiệu Phong dính tin đồn ngoại tình trong thời gian đóng phim Xa Nhà. Một cô gái là hot girl mạng đã tung ra những tin nhắn và úp mở chuyện mình hò hẹn với Phùng Thiệu Phong trong thời gian Triệu Lệ Dĩnh ở cữ, đã trở thành tâm điểm bàn tán của truyền thông Hoa ngữ vào cuối năm 2019. Trong khi Phùng Thiệu Phong lên tiếng phủ nhận thì Triệu Lệ Dĩnh lại chọn giải pháp im lặng. Năm 2021, sau nhiều đồn đoán về cuộc hôn nhân không hạnh phúc, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tuyên bố ly hôn trong hòa bình. Vụ ly hôn của Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong khiến công chúng bất ngờ nhưng cũng từng có nhiều tin đồn nhen nhóm từ trước. Nguyên nhân ly hôn được hai bên thông báo là do công việc bận rộn. Cặp đôi khẳng định chia tay trong hòa bình và sẽ cùng nhau chăm sóc con trai Tưởng Tượng. Hiện tại, cả hai vẫn giữ quan hệ bạn bè, cùng nhau chăm sóc và nuôi dạy con trai. Mặc dù cuộc hôn nhân của cô bị đổ vỡ nhưng điều đó dường như không ảnh hưởng quá nhiều tới sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh. Sau khi ly hôn, cô tích cực tham gia các chương trình truyền hình, đóng phim và làm đại diện cho nhiều nhãn hiệu. Nữ diễn viên không ngừng làm mới mình, phá bỏ hình tượng ngọt ngào đáng yêu và xây dựng hình ảnh người phụ nữ độc thân quyến rũ và đầy năng lượng. Đồng Lệ Á và Trần Tư Thành.
Trần Tư Thành và Đồng Lệ Á bắt đầu hẹn hò từ năm 2011. Cả hai nhận được sự quan tâm lớn của truyền thông với chuyện tình ngọt ngào, người là mỹ nhân xinh đẹp và khả ái, người lại là đạo diễn triển vọng của làng giải trí. Năm 2014, Đồng Lệ Á và Trần Tư Thành tổ chức hôn lễ hoành tráng và tốn kém bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ lúc đó. Thông tin về chiếc nhẫn kim cương 8,8 carat, phi cơ riêng được thuê để đưa khách hứa tới Tahiti tham gia tiệc cưới, cùng lời thề hẹn của Trần Tư Thành, đã trở thành chủ đề bàn tán trên hầu hết các trang báo. Tới năm 2016 thì chào đón tiểu hoàng tử đầu lòng. Những tưởng Đồng Lệ Á đã tìm được hạnh phúc thật sự sau khi kết hôn với Trần Tư Thành thì cô lại phải đối diện với việc bị chồng phản bội. Trần Tư Thành bị tố ngoại tình nhiều lần sau lưng Đồng Lệ Á ngay cả khi cô đang mang thai khiến công chúng rất phẫn nộ. Sau bê bối này, Đồng Lệ Á vẫn tha thứ cho chồng. Mặc cho bao lời khuyên răn của cư dân mạng, cô vẫn chịu đựng người đàn ông bội bạc suốt nhiều năm sau đó. Trong những dịp lễ hoặc sự kiện đặc biệt, cả hai vẫn chia sẻ về nhau trên mạng xã hội, cùng nhau tham dự chung tại nhiều sự kiện. Giải thích về quan điểm hôn nhân, Đồng Lệ Á từng nói, có người gọi đó là nhẫn nhục, còn tôi xem đó là sự chấp nhận thay đổi bản thân và mong đối phương thay đổi. Hôn nhân không chỉ là một sớm một chiều hòa hợp. Mỗi chúng ta ai cũng từng vấp ngã và phải đứng dậy. Tôi tin vào bản thân mình và tôi cũng đặt niềm tin đó vào người khác. Đến năm 2020, tin đồn Đồng Lệ Á và Trần Tư Thành rạn nứt, ly thân chuẩn bị ly hôn, chia tay rồi tái hợp xuất hiện nhiều hơn trên mặt báo. Năm 2021 vào đúng ngày 20 tháng 5, ngày được xem là lễ tỏ tình của các đôi tình nhân Trung Quốc, Đồng Lệ Á và Trần Tư Thành quyết định thông báo ly hôn. Theo cặp đôi, họ đã hoàn tất thủ tục chia tay từ năm ngoái. Thông tin này khiến công chúng không khỏi bất ngờ. Song, nhiều người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng Đồng Lệ Á bởi sau 6 năm hôn nhân với nhiều tủi nhục, thiệt thòi, cuối cùng cô đã dám buông tay. Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi. Từ Hy Viên là một trong những mỹ nhân thành công nhất làng giải trí xứ Đài. Năm 2010, Từ Hy Viên được cô bạn thân An Dĩ Hiên mời đến dự tiệc sinh nhật. Tại đây, cô gặp gỡ và trúng tiếng sét ái tình với chàng thiếu gia đình đám Uông Tiểu Phi. Chỉ sau đúng 27 ngày hẹn hò, cặp đôi này nhanh chóng đính hôn trước sự ngỡ ngàng của công chúng. Từ khi quen biết đến khi đăng ký kết hôn, cặp đôi này chỉ mới hẹn hò được có 48 ngày và gặp mặt nhau 4 lần. Cứ ngỡ đây chính là cái kết viên mãn dành cho Từ Hy Viên, song cuộc sống làm dâu hào môn lại chẳng hề dễ dàng. Năm 2012, gia đình Uông Tiểu Phi bị phong tỏa tài sản, bản thân thiếu gia này cũng đứng trước bờ vực phá sản. Từ Hy Viên khi đó vẫn ở bên cạnh động viên chồng, cô nhận lời trở lại làng giải trí để kiếm tiền giúp nhà chồng. Hy sinh vì chồng là thế nhưng đại S không được lòng mẹ chồng. Khi có tin đồn cô bị vô sinh, không thể mang thai, mẹ chồng cô đã ghẻ lạnh, mãi đến khi sinh được con trai, mối quan hệ giữa Từ Hy Viên và mẹ chồng mới dần được cải thiện. Suốt thời gian bên nhau, cặp đôi này cũng phải đối diện với nhiều sóng gió, vì Uông Tiểu Phi từng nhiều lần vướng tin đồn đánh đập, bạo hành vợ không thương tiếc, thường xuyên tới các quán bar tìm gái lạ. Cả hai cũng có nhiều khác biệt trong đời sống riêng. Những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống lớn dần lên khi hai người sống xa nhau quá lâu. Tới tháng 11 năm 2022, Từ Hy Viên chính thức đệ đơn ly hôn lên tòa án, chấm dứt cuộc hôn nhân đầy sóng gió, thị phi với ông xã Uông Tiểu Phi. Tuy vậy, những ồn ào xung quanh cặp đôi vẫn chưa hề chấm dứt. Mọi việc bắt nguồn từ lúc Uông Tiểu Phi bị tung bằng chứng qua lại với năm cô gái trong 10 năm hôn nhân với Từ Hy Viên. Còn đại S thì đâm đơn kiện chồng cũ không thực hiện đầy đủ yêu cầu chu cấp tiền nuôi con. Từ đó trở đi, cả hai liên tục lời qua tiếng lại trên mạng xã hội và đấu tố nhau không ngừng. Đến nay, cuộc đấu khẩu của cả hai vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh. Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby từng là cặp vợ chồng nổi tiếng đình đám của showbiz xứ Trung. Cặp đôi kết hôn cuối năm 2015, sau 5 năm hẹn hò công khai lẫn bí mật. Hôn lễ được tổ chức hoành tráng tại Thượng Hải với hơn 2.000 khách mời, có sự tham dự của rất nhiều minh tinh hàng đầu showbiz, giới thượng lưu và truyền thông. Đầu năm 2017, cả hai đón con trai đầu lòng, bé Tiểu Hải Miên. Gia đình nhỏ thường xuyên khoe hình ảnh hạnh phúc bên nhau, cùng đưa con trai đi du lịch. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cặp đôi bắt đầu rạn nứt từ năm 2018, cả hai không còn công khai xuất hiện cùng nhau như những lần tình bể bình như trước đó. Đầu năm 2022, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby xác nhận đã ly hôn sau nhiều đồn đoán thị phi. Hai người cho biết chia tay trong hòa bình, vẫn sẽ coi đối phương như người nhà và cùng nhau nuôi dạy con trai. Kể từ sau khi ly hôn, sự phát triển tài nguyên của hai người hoàn toàn khác nhau. Trong khi sự nghiệp của Huỳnh Hiểu Minh vẫn phát triển đều, tham gia nhiều dự án điện ảnh và truyền hình lớn, đều đặn nhận được các giải thưởng. Thì sau khi ly hôn, Angela Baby đã gần như không nhận được dự án phim mới, sau đó còn bị cấm sóng vì đi xem buổi diễn thoát y ở Crazy Horse tại Paris, Pháp vào năm 2023.
Về tình cảm cá nhân, thời gian qua Huỳnh Hiểu Minh liên tục bị đồn đang hẹn hò với hot girl Diệp Kha. Cả hai thậm chí còn lộ hình ảnh có mặt chung trong một sự kiện. Về phần Angela Baby, người đẹp cũng không kém cạnh chồng cũ khi vướng tin đồn hẹn hò với một số đàn em kém tuổi. Tuy nhiên, đối với những tin đồn này, cả Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đều giữ im lặng. Ngô Thiến và Trương Vũ Kiếm. Ngô Thiến và Trương Vũ Kiếm nên duyên nhờ hợp tác trong các bộ phim Thịnh Đường Huyễn Dạ năm 2017 và phim Anh Chỉ Thích Em năm 2018. Sau khi Anh Chỉ Thích Em kết thúc, truyền thông chụp được không ít hình ảnh hẹn hò của cặp nghệ sĩ. Sau đó, nàng Ngô Thiến không đóng phim hay tham gia sự kiện thương mại. Nữ diễn viên được cho là nghỉ dưỡng thai và sinh em bé. Tuy nhiên, cả hai phủ nhận hoặc lờ đi câu hỏi về mối quan hệ từ giới truyền thông. Tháng 3 năm 2021, Ngô Thiến và Trương Vũ Kiếm công bố tin tức kết hôn và có con sau thời gian dài che giấu. Tuy nhiên, hôn nhân của hai ngôi sao không nhận được sự ủng hộ từ công chúng, đặc biệt là fan của nữ diễn viên sinh năm 1992. Sau khi công khai quan hệ, Trương Vũ Kiếm hiếm khi thể hiện tình cảm với vợ con trên truyền thông. Nam nghệ sĩ thường bị chê trách lạnh nhạt với Ngô Thiến. Trong bài đăng thông báo tình trạng quan hệ vào năm 2021, anh gọi Ngô Thiến là mẹ của con gái, thay vì bà xã như nhiều nghệ sĩ nam đã kết hôn khác trong showbiz. Chỉ hơn một năm sau khi công bố kết hôn, vào ngày lễ tình nhân năm 2022, Ngô Thiến đã đăng tải văn bản tuyên bố ly hôn và trở về tình trạng độc thân. Thay vì cảm thấy tiếc thì công chúng lại mừng cho Ngô Thiến khi kết thúc được cuộc hôn nhân không hạnh phúc với người đàn ông tệ như Trương Vũ Kiếm. Công chúng và người hâm mộ đều gửi lời chúc mừng tới Ngô Thiến và không ngừng chỉ trích Trương Vũ Kiếm. Người hâm mộ cho rằng Trương Vũ Kiếm là một người đàn ông tồi tệ khi không biết đứng ra chịu trách nhiệm hay bảo vệ người con gái của mình. Trương Vũ Kiếm cũng bị chỉ trích là người hèn nhát, thiếu trách nhiệm, chỉ dám thừa nhận tình cảm với Ngô Thiến khi không còn có thể che giấu. Hậu ly hôn, trong khi sự nghiệp của Ngô Thiến ngày càng khởi sắc và nhận nhiều dự án mới, thì Trương Vũ Kiếm hoàn toàn biến mất, gần như không nhận được thêm bất cứ dự án mới nào. Tôn Di và Đồng Tử Kiện. Tôn Di và Đồng Tử Kiện chính thức công khai mối quan hệ vào tháng 10 năm 2016. Tới tháng 5 năm 2017 thì cặp đôi chính thức tuyên bố kết hôn. Tôn Di sau đó đã hạ sinh con gái đầu lòng vào tháng 9 cùng năm. Tuyên bố ly hôn của cặp đôi khiến công chúng khá bất ngờ. Bởi lẽ, từ trước tới nay, Tôn Di và Đồng Tử Kiện chưa từng dính bất cứ tin đồn lục đục hôn nhân hay có người thứ ba xen vào. Ai cũng bày tỏ sự tiếc nuối và hy vọng cặp đôi có thể quay lại với nhau trong tương lai. Tháng 8 năm 2022, cặp đôi đẹp nhất nhì showbiz là Tôn Di và Đồng Tử Kiện đã tuyên bố ly hôn, chính thức kết thúc cuộc hôn nhân 5 năm. Trên trang cá nhân của mình, Tôn Di đăng tải dòng trạng thái với nội dung "Trước đây em luôn chúc phúc cho chúng ta. Trong tương lai, em cầu mong điều đó cho riêng anh và em." Về phần Đồng Tử Kiện, nam diễn viên chỉ đăng tải một dòng viết ngắn "Chúng tôi đều ổn" và gắn thẻ trang cá nhân Tôn Di vào. Lý do ly hôn thật sự của cặp đôi là câu hỏi được cư dân mạng bàn tán. Cư dân mạng tinh ý phát hiện ra Tôn Di từng để lộ nghi vấn hôn nhân không hạnh phúc khi tham gia một chương trình tạp kỹ. Theo đó, Tôn Di từng nói rằng chẳng có ai không nói dối chứ đừng nói đến một người đàn ông không nói dối. Từ lời nói của Tôn Di, công chúng cho rằng nữ diễn viên dường như rất thất vọng với cuộc hôn nhân 5 năm của mình. Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu. Năm 2014, bộ phim Tân Thần Điêu Đại Hiệp chuyển thể từ tiểu thuyết kiếm hiệp của cố nhà văn Kim Dung do Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu đóng chính lên sóng và gây ra nhiều tranh cãi về nội dung lẫn diễn xuất. Thế nhưng, chuyện tình phim giả tình thật đầy thị phi của cặp sao chính lại trở thành tâm điểm tiêu tốn nhiều giấy mực của báo giới. Tính từ thời điểm công khai hẹn hò cho đến khi viết nên một cái kết trọn vẹn cho mối quan hệ của mình bằng một hôn lễ lãng mạn, không năm nào Trần Hiểu, Trần Nghiên Hy không dính vào những tin đồn động trời từ ngoại tình cho đến ly hôn. Đến ngày 19 tháng 6 năm 2024, giới giải trí Hoa ngữ không khỏi ngỡ ngàng và tin rằng mối quan hệ của Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu đã thật sự đổ vỡ sau khi chi tiết về cuộc hôn nhân của họ bị tiết lộ. Sau 8 năm chung sống với 1.001 tin đồn ngoại tình và ly hôn, cặp sao được tiết lộ đã chính thức chấm dứt chặng đường tình yêu kéo dài 10 năm của mình. Cả hai không trả lời bất kỳ kênh truyền thông nào của Trung Quốc về chuyện chia tay. Sự im lặng này được cho là động thái ngầm xác nhận họ đã tan vỡ tình cảm. Nhìn lại khoảng thời gian dài vừa qua, có lẽ người hâm mộ đều đoán được những dấu hiệu rạn nứt rõ ràng của cặp sao. Không ít người thậm chí còn cho rằng mối quan hệ của Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu đổ vỡ từ năm 2018. Họ cố gắng chấp vá cuộc hôn nhân của mình cho đến nay mới đưa ra một quyết định lớn. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là suy đoán từ công chúng. Tin ly hôn chưa được xác nhận và nguyên nhân đổ vỡ thực sự có lẽ cũng chỉ có người trong cuộc mới tường tận. Dù vậy, khi nghe tin Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu ly hôn, công chúng xứ Tỷ Dân không khỏi tiếc nuối. Nhiều người vẫn giữ định kiến rằng tình yêu và hôn nhân trong showbiz không bền.
Dù đây là lối suy nghĩ tiêu cực nhưng cũng không hẳn không có lý do. Bởi khi điểm lại những người đẹp đình đám của giới giải trí showbiz Hoa ngữ, công chúng giật mình nhận ra họ đã ly hôn cả rồi.